Chào mừng quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh của Trúc Lan. Vâng, tiếp nữa thì ngày hôm nay là ngày 20 tháng 8 năm 2023. Thì em Lan lại về thêm được một chiếc xe của hãng Panasonic. Do công đoạn vận chuyển nên là họ cũng không dám về liền một ngày, mà công đoạn vận chuyển họ sẽ phát hàng cho Trung Lan theo thứ tự từng ngày một. Bởi vì thế nên là em Lan cũng không nên được cho quý vị và các bạn liền một ngày những cái sản phẩm về dòng xe đạp như thế này. Và Trung Lan cũng phải chờ đợi theo cái công đoạn vận chuyển, người ta có ship được hàng về cho Trung Lan thì Trung Lan mới có hàng để lên kênh giới thiệu cho quý vị. Và ngày hôm trước thì Trung Lan có về, hôm 18 là Trung Lan có về được một chiếc xe trợ lực, dòng xe trợ lực quý vị nhé, của hãng Panasonic, có chân chống khóa cổ, vành 26, có gam màu trắng. Thì em Lan đã đăng tải trên kênh vào ngày 18 tháng 8 rồi. Tiếp theo đó thì là ngày hôm qua là ngày 19 tháng 8, thì em Lan lên cho quý vị và các bạn một chiếc xe cũng tương tự như vậy nhưng có gam màu đỏ. Và ngày hôm nay là ngày 20 thì em Lan lên cho quý vị và các bạn một chiếc xe cũng là dòng Panasonic chân chống khóa cổ, và chiếc xe này thì có gam màu xanh tím than. Và tiện đây thì em Lan cũng thông báo luôn cho quý khách hàng theo dõi kênh của Trung Lan nắm bắt được thông tin mọi hoạt động diễn ra bên cửa hàng. Hai ngày qua thì Trung Lan nên cho quý khách hai chiếc xe trợ lực form dáng mini, chân chống khóa cổ, vành 26, có gam màu đỏ và gam màu trắng. Thì hai chiếc xe đó trong ngày hôm nay cũng đã được những bác khách quan tâm theo dõi và đã liên hệ với Trung Lan để chốt đơn. Và em Lan cũng đã nhận khoản cọc cùng với số tiền chiếc xe màu đỏ, thì bác khách có địa chỉ ở Thanh Hóa đã chuyển hết số tiền cho Trung Lan rồi. Thì còn chiếc xe màu trắng thì là Trung Lan đã được nhận cọc, và Trung Lan sẽ đóng hàng để gửi cho quý khách theo đường bưu điện, bởi vì là quý khách hàng cũng ở xa. Ngày hôm nay thì em Lan lại nên tiếp cho quý vị và các bạn một chiếc xe nữa, cũng là dòng Panasonic chân chống khóa cổ và form dáng mini. Form dáng này thì rất là phổ biến và phù hợp với mọi lứa tuổi, từ những bạn học sinh cho đến những người già, phụ nữ hoặc là nam giới đều có thể đi được. Và nó rất là thuận tiện cho quý vị và các bạn đi thể dục, hoặc là quý vị và các bạn có thể đi chợ. Nếu như quý vị và các bạn không muốn đạp bằng lực thường thì quý vị và các bạn cảm thấy mỏi, mệt, thì quý vị và các bạn hỗ trợ thêm lực đẩy của điện. Hôm nay thì em Lan sẽ lên tiếp một chiếc màu xanh tím than. Và trước khi vào phần giới thiệu chi tiết về chiếc xe này thì em Lan cũng sẽ rất là mong những vị khách hàng lần đầu tiên theo dõi kênh của Trung Lan, quý vị và các bạn hãy vui lòng ấn nút đăng ký kênh, ấn thêm chuông thông báo để mỗi khi mà em Lan thông báo trên kênh hàng về thì quý khách có thể nắm bắt được thông tin nhanh nhất, sớm nhất. Và hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng qua một trong hai số điện thoại để quý vị và các bạn có thể trải nghiệm sản phẩm. Số thứ nhất là 0975724339, đó là số của anh xã em Lan nhé. Và số thứ hai là số của em Lan là 0975858546. Quý vị có thể kết bạn Zalo với em Lan. Trên Zalo của em Lan sẽ có những hình ảnh chi tiết của sản phẩm để gửi cho quý vị và các bạn nếu như quý vị và các bạn có nhu cầu. Còn những vị khách hàng mà có điều kiện và thời gian thì Trung Lan xin mời quý vị và các bạn hãy về trực tiếp với cửa hàng theo địa chỉ là khu biệt thự mới đường Trần Bình Trọng, phố Trần Hưng Đạo, sau đó Chí Linh, Hải Dương nhé. Về địa chỉ của Trung Lan Audio đây. Đây là khu biệt thự mới, nó chưa có số nhà nên là quý vị hãy về theo, hãy gõ Google đấy, Trung Lan Audio là quý vị cũng có thể về được tới địa chỉ này. Vâng, về tất cả các cái chức năng và cách sử dụng dòng xe trợ lực ở bên Trung Lan thì em Lan cũng đã có rất là nhiều clip trên kênh hướng dẫn cho quý vị và các bạn cách sử dụng và những các cái công dụng thuận tiện khi mà sử dụng xe trợ lực như thế nào, thì em Lan cũng đã giới thiệu trên kênh rất là rõ chi tiết rồi. Và trong những clip này thì em Lan sẽ giới thiệu để quý vị và các bạn biết là gam màu của xe và cái độ mới của sản phẩm. Hôm qua thì chiếc màu đỏ em Lan cũng đã test chạy thử và rất là ok. Phải nói là khi mà sử dụng xe trợ lực các bác đi cảm thấy nó nhẹ như không ấy. Nhất là những cái đoạn đường mà lên dốc, leo dốc là các bác bật ở chế độ trợ lực thì các bác đi sẽ rất là nhẹ. Đấy, con xe này nhá, để khám phá này, đầu tiên thì em Lan sẽ quay cho quý vị và các bạn xem là cái bảng điều khiển,
cái bảng điều khiển về cái trợ lực của nó này. Cái bảng điều khiển là cái bảng điều khiển hiện đại nhất bây giờ nhé, hiện đại nhất bây giờ nhé, là cái bảng to như thế này. Nó có chế độ tiết kiệm điện Ecolavi. Đó, nó sẽ tự tiết kiệm điện nếu như mà quý vị và các bạn bật chế độ điện mà quý vị và các bạn không sử dụng đến điện, tức là không cần sử dụng đến đến lực đạp. Ví dụ như là các bạn quý vị và các bạn thả dốc xuống ấy, thì là xe sẽ tự tiết kiệm điện pin cho bạn, không cần phải mất tiêu hao đi năng lượng. Và nó có chế độ hồi phục pin nhé. Ví dụ như là quý vị đi pin nó bị yếu quá, nó sập nguồn, quý vị tắt đi, có thể là một thời gian nó sẽ hồi lại được một chút, thì quý vị đi đạp được thêm một chút nữa đấy. Những chiếc xe trợ lực như thế này ấy, thì quý vị đi ở đoạn đường nó sẽ tiết kiệm được pin nhiều hơn so với dòng xe tay ga, bởi vì là quý vị đạp xe trợ lực là vẫn hỗ trợ thêm lực đẩy của cơ thể, và cái lực của điện thì là nó hỗ trợ thêm đẩy cho xe đi nhanh hơn thôi. Đấy, còn khi mà quý vị đi tay ga thì hầu như là hoàn toàn phụ thuộc vào pin, vào ga. Nếu như mà quý vị không ga thì là xe không đi được, và tắt đi thì quý vị phải dùng bằng lực chính của mình. Đấy, lực chính để di chuyển xe. Bởi vì thế nên là dòng xe trợ lực nó sẽ hỗ trợ cho quý vị tiết kiệm pin và bền lâu hơn so với tay ga. Và bên Nhật thì họ cũng đi trợ lực chứ họ không tay ga. Tay ga là về tới Việt Nam là nâng cấp lên cho quý vị nhé. Đây, chiếc xe này thì nguyên zin, cả bảng điều khiển này, tay cầm nguyên zin bên. Đây, có một số bác hỏi là cái chuông của nó kêu tiếng nó nhỏ thế thôi à, bởi vì zin nó là như vậy thì em đang cũng không thay đổi, để nguyên như vậy, cái chuông nó chỉ có vậy thôi. Bởi vì là bên nước Nhật là họ không, họ rất là ý thức về cái vấn đề là trật tự, nên là ra ngoài đường là họ không có ồn ào như là ở Việt Nam, không có tít còi ầm ĩ mà cũng không có chuông nhiều đâu. Đấy, kể cả như là sống ở khu dân cư là họ cũng không có bật loa to ồn ào ảnh hưởng đến người hàng xóm. Đấy, thì là cái chuông của nó cũng nhỏ thôi. Nó có 3 cái tốc độ này, 1, 2, 3 để quý vị và các bạn có thể đi ở cái vòng mà vòng đi nó lớn rộng, đi nhẹ đi nặng. Đây, cái bảng điều khiển đây, khi mà bật lên đèn sáng báo pin đầy, có chế độ tiết kiệm điện và có cả đèn đi ban đêm. Đèn cũng là đèn của Ba Lan luôn nhé quý vị nhé, đèn cũng là của hãng này. Em đang sẽ khám phá về chiếc xe này xem là có những cái gì còn zin nhá. Ôi, lại được một cái xe có lốp zin luôn rồi quý vị nhé. 3 chiếc về với Trung Nam đợt này đẹp lắm. Đấy, chiếc này màu xanh tím than này. Những bác nào mà yêu những cái gam màu trầm thì các bác chọn cái gam màu này rất là phù hợp này. Màu xanh tím than, nó rất là trầm. Đó, cái phần nốp này vẫn còn zin này, vẫn còn zin nguyên này. Dâu đây, răng cưa vẫn còn đây nhá. Rãnh của nó vẫn còn khe rất là sâu. Đấy, để quý vị đi nó sẽ nó có cái độ bám ma sát xuống nền đường nó sẽ cao hơn là so với những cái chiếc nốt mà đã mòn rồi đấy. Đây, cái bàn đạp này là cái phần tiếp điểm cũng là của Panasonic, vẫn còn nguyên nhá, chưa bị mòn. Ở phía sau, lốp ở phía sau cũng vậy nhá quý vị nhá. Lốp phía sau cũng là lốp zin nhá. Đây, không khác gì chiếc màu đỏ và chiếc màu trắng hôm trước về đâu, nó chỉ khác gam màu thôi quý vị nhá. Và phần yên cũng là phần yên của Panasonic này. Tất cả đều đầy đủ zin của hãng. Có cái lồng xe thì em đang thay cho quý vị là cái lồng inox 304 rồi. Nói chung là cái lồng này thì nó còn bền hơn so với cái lồng cũ của nó cơ. Đó. Và tiếp theo nữa thì chế độ bảo hành pin, em đang vẫn bảo hành cho quý vị là 6 tháng kể từ khi mà sản phẩm này được rời khỏi cửa hàng. Đây, cái cục pin này thì pin zin của hãng và của xe nhé. Nếu như là pin khác cũng không nắp được vào xe đâu, vẫn phải là pin của Panasonic. Nếu như là Yamaha cũng không nắp vào. Đây, xe thì đời cao rồi, auto kép. Đó, các bác sử dụng là cứ ok cho em đang. Nó chỉ khác gam màu thôi, thì còn tất cả về hình thức và độ mới và độ zin thì 3 chiếc xe từ màu trắng, màu đỏ và màu xanh tím than trong clip ngày hôm nay đều là 3 chiếc xe rất đẹp và mới.
cái phần vành này và đũa thì là inox rồi, nên là quý vị không có lo là nó sẽ bị xỉn hay là nó sẽ bị gọi là gì nhỉ, oxy hóa. Đây các bác nhìn đây, những bác nào mà tinh mắt nhìn thấy cái đây nhá, vành 26 này có chữ titane gì đây này đó. Đấy, đây là cái tên của chất liệu thép không gỉ nhá. Đó. Cả trước và sau cũng vậy, đũa cũng vậy. Em đang có lên đạp cho quý vị và các bạn thử không? Để em đang đạp luôn nhá. Cái chân trống này, khóa cổ khi mà hạ chân trống xuống thì cái cổ xe mới điều khiển được nhá. Vừa rồi em đang vất cái em mít này ở em bông bông này ở lên trên xe mà cái xe cái chân trống khóa rồi thì cái cổ này nó không bị nắc này, nên là bạn ấy ngồi rất là ngon lành và không có hoảng sợ mà không có bị trôi xe. Đây, và bây giờ thì em Nan sẽ đạp một vòng để quý vị thấy nhé. Cái lúc này là em Nan đang đi cái tông của anh xã nên là nó hơi rộng so với chân, mà em Nan một tay cầm cái điện thoại thì có thể là khi mà di chuyển xe là nó hơi bị lắc, quý vị thông cảm một chút nhé. Chỉ là đạp để cho quý vị thấy là cái tác dụng của xe thôi, chứ mà nói về hoàn chỉnh thì chắc là clip ngày hôm nay không đạp được hoàn chỉnh như hôm qua, bởi vì em Nan đi cái tông này nó không có đúng cỡ, nó luôn trong tình trạng là bị trượt ra ngoài ấy. Đây này, cái tông đi tông của anh xã nó to hơn chân. Sau đó thì em Nan vừa đi đường về là hơi phải mặc áo lắng, nó hơi vướng víu một chút nhá. Nào, bắt đầu bật cái chế độ pin này, bật ở số 3 luôn đi cho nó máu nhá. Em Nan bắt đầu đạp này, các nhìn nhá, được đẩy của xe này đấy, nghe cái tiếng tiếp điểm và đạp này đó. Em Nan nhìn như thế này rất là chóng mặt luôn. Đây nhá, trên này là có dốc này, đây là đoạn đường dốc nha, các bác nhìn này, tốc độ xe leo dốc này. Đó. Nên dốc rất là ok luôn. Em đang quay hàng à? Vâng. Nó cũng hơi khó khăn so với em Nan khi mà vừa cầm điện thoại vừa đạp xe. Nếu mà là anh xã em Nan thì nó sẽ nhuyễn nhuyễn hơn. Thế nhưng mà em Nan lại giữ cái vai trò là quay hàng cho quý vị, nên là em Nan sẽ phải thao tác để quý vị thấy là cái công đoạn vận chuyển khi mà sử dụng lực đẩy của điện thì đi nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Đấy, ngay cả khi mà em Nan một tay lái xe này, một tay cầm điện thoại mà đạp lên trên dốc cũng rất là ok nhá, ngon lành luôn. À, bây giờ thì em Nan xin phép được dừng và kết thúc clip ở đây. Quý khách hàng theo dõi kênh của Trung Lan có nhu cầu và muốn ủng hộ sản phẩm bên cửa hàng thì hãy liên hệ trực tiếp với Trung Lan. Đó, cái chân trống mà đỗ xuống nhá là cái cổ xe được khóa lại này. Đoạn này là đang bị dốc mà em Nan đỗ như thế này là cổ đứng nguyên này. Đấy, không có bị đổ luôn. Rất là ok. Quý vị hãy liên hệ với Trung Lan qua một trong hai số điện thoại. Số thứ nhất là 0975724339 và số thứ hai là 0975858546 nhé. Địa chỉ của Trung Lan thì ở khu biệt thự mới đường Trần Bình Trọng, Phú Trần Hưng Đạo, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Còn những vị khách hàng ở xa mà không về trực tiếp với cửa hàng thì Trung Lan vẫn ship hàng toàn quốc. Clip này em Nan xin phép được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video clip tiếp theo ạ.